Vâng, xin chào Nguyễn Vũ. Và anh em có thấy hay không ạ? Có thấy căng như dây đàn không? À, lúc nào cũng kịch tính cả, không có giây phút nào không kịch tính. Đó, cứ loang quang thế nào rồi cùng bên mình vẫn là người win thôi. Nào, dứt điểm đi. Ờ, xin một trận lộc lá hai sen được không? Hôm nay mình dự đoán là 2 giờ, bây giờ có khi còn sang đến tới tận 2 rưỡi đến nơi rồi đấy. Babylon. Ôi, quân đội bên đội bạn thì nó tuyển lắm. Pan hit. Bên mình là cho son baby. Và cảm giác mặt quân của bên đội bạn ngày hôm nay gần như bên mình cùng lắm là hòa thôi. Toàn giờ vừa thế là quân của mình yếu hơn một chút. Chưa thấy trận đấu nào gọi là quân bên mình gọi là đẹp hơn hẳn cả, rất hiếm. Nhưng mà có thế thì ngày hôm nay Hoàng Mai Nhi với Văn Lốc của chúng ta mới đánh bay bổng được. Vâng, hai hàng siêu tuyển Hitman. Vâng, bên của chúng ta là Baby và Cho Son. Vâng, quân chỉ là một phần thôi, đôi lúc còn bài nữa. Vâng, cái bài Pan mà dính vào cái bài mấy bài giống như Văn Lớp ỉa cái ra quần mà không lên được đời nữa thì thôi, đúng rồi, chúng ta thì vẫn có cơ hội rất nhiều. Babylon đến từ Hoàng Mai Nhi. Hôm nay thì gần như hai game thủ của chúng ta mà cũng chưa nói ra cái cảm xúc bằng lời. Nhưng mình cảm giác rằng trong lòng hai game thủ người ta hôm nay là kết quả như thế nào, người ta đánh rất hài lòng về cái chính mình. Hai người đánh phối hợp rất hay, rất ăn ý, gồng gánh cho nhau, bổ trợ cho nhau, liên tục thay nhau tỏa sáng. Babylon này cảm giác là chuẩn bị mắc binh rồi đấy. Thêm bãi quả nữa là mắc binh ngay. Bãi quả hiện ra luôn. Mắc binh nhá, gỗ đầu hơi xàm tí thôi. Bãi quả này thì đang có dấu hiệu màu 5. U97 người cạnh nhà, U97 người cầm ban. Baby bài này thì khả năng cân được bài ban. Cầu hết voi về cho lành đi. Ưu tiên voi số 1. Nhiều cùng lắm thì ăn chung. Voi phải là của chính mình chứ không phải là của bên đội bạn được. Hoàng Mai Nhi sẽ phải đối đầu với U97. Làm sao để cho U97 chết đói luôn trong trận đấu này bây giờ. Ôm, chiến thuật ôm rồi, ôm rồi. Đang ôm luôn vị trí bãi quả trước. Ít nhất là chúng ta sẽ sở hữu 4 cây gần. Còn đây là Văn Lớp. Đang cho son của cái thủ Văn Lớp có cách nào mà ôm chết được luôn cả Hitty của bên đội bạn không? Hay là chúng ta sẽ rơi vào chế độ 2v1 hoặc giết ban thời điểm bắt đầu? Úi dồi, bãi quả của Lớp này. Bãi quả của em hơi nhiệt. Nó cố gắng lên em. Khi mà bài Văn Lớp có dấu hiệu bài qua đầu hơi nhiệt thì chúng ta vẫn hy vọng rằng Hoàng Mai Nhi tiếp tục tỏa sáng. Cân nhà rưỡi. Cái gì đây, bao xe? Có lẽ là nhắc cái e à? Hay là nhắc cái gì đây? Và cái chuyện này thì cứ để cho hai game thủ người ta tự đàm phán với nhau thôi. Đây là một cái tình huống rất là nhạy cảm. No. Yes. Và Hoàng Mai Nhi tính toán rằng không có dân bên đội bạn ở đấy thì Hoàng Mai Nhi sẽ đóng một cái e, sẽ gây khó cho Hồng Anh. Và bây giờ sau khi trao đổi thì Hoàng Mai Nhi sẽ đồng ý cái việc đen cái e đi chứ, chơi đẹp.
đỡ phải bàn luận, đỡ phải tranh luận. Và Hoàng Mai Nhi đã nhìn được ra cái điểm đóng E đấy, chính là cái điểm đóng G của U97. Nhưng mà lại quay ra đóng G ở bên kia. Thế mà bắt Hoàng Mai Nhi đi đóng E, cái đen E đi. Hàng 2-3 dân đến từ Hoàng Mai Nhi, và tí nhớ để ngựa giò thì phải ưu tiên đóng E nhá. Bãi Hiếu này chưa chắc họ đã nhìn thấy đâu. Đừng để dân gặp nhau nhá. Chưa chắc họ đã nhìn thấy Bãi Hiếu đâu. Hoàng Mai Nhi sở hữu S ôm cho Pan cho rách cái thôi. Nếu như Hoàng Mai Nhi bằng giết Pan được, nếu như bài Pan họ không lên được đời, Hoàng Mai Nhi vẫn có cơ hội cân nốt nhà còn lại. Cảm giác cái bài Pan người ta đi ăn cái bãi quả rách này và bài họ cũng yếu lắm. Ta phải hy vọng thôi. Quân họ đẹp hơn là rất nhiều. Và ép đời có lẽ là vẫn là chuẩn đối với cả Hoàng Mai Nhi. Vẫn tầm 12x. Có lẽ là 12-7 hay 12-8 gì đấy. 10-20, rất sớm. Một phong cách ôm bom đến từ Hoàng Mai Nhi mà đóng BE nhá. Nhớ đóng BE mới đẻ được cựa giò đấy. Ta lỗ mất cái BE. Tặng cho U97 một cái BE. Làm cái ruộng đã cho chắc. Chắc từ bây giờ để làm thêm cái ruộng nữa được không? Đây, có đất không đây? Có ưu tiên là BS đặt vàng. Vàng vẫn là số 1. Tình hình Van Lớp thế nào em ơi? Van Lớp thông báo rằng lên được đời, giọng hơi ỉu xìu. Cứ thi đấu đi là được. Hãy để cho Hoàng Minh cân đôi. Phải tầm 7-8 dân chặt gỗ. Vàng chưa bo. Cứ nhì nhằng tí thôi, tí nó câu kéo lạc đà ra. Cứ làm sao cứ đứng ở đấy, họ không chốt được BE là được. Cảm giác cái vị trí đất này người ta ra vào vào như thế rất khó để mà đóng E. Vẫn có thể chốt được E. Vẫn còn 2 dân bên ngoài. U97 dân pan. Vâng, la liếm 4 dân pan. Ôi giời, U97 ơi. Vâng, U97 tỉnh ngủ đi em. Cái bài đôi voi mắc binh như thế này mà không biết tận dụng. Chắc là lúc nở con ngựa giò ra thì nhìn được đôi voi, chắc là hối tiếc lắm đây. Sẽ là đi ăn hoang đánh bắt xa bờ đến từ bài pan. 7 dân bãi gỗ, 3 dân vàng, 4 dân chúng ta chọc được, tổng 14 dân. 14 dân thì vẫn còn tầm 5 dân bên ngoài. Đây chính là số lượng còn dân còn lại, 5 dân bên ngoài. Trừ khi là sẽ còn một đạo dân khác, nếu như đấy là dân gỗ họ đen đi. Vẫn có cơ hội trong trận đấu này nhá. Văn Lớp cố gắng chi trả anh em. Và bây giờ thì là Hồng Anh đang đi như một con khung giờ nhỏ lẻ, có lẽ là một tơn cung. Vâng, khả năng đẩy sang bài của Văn Lớp đấy nhá. Chúng ta sắp sửa có chế độ 2vs1 đấy. Bài pan họ phế lắm. Con cung giờ của Hoàng Mai Nhi sẽ lên phay các vị trí bãi gỗ bãi vàng. Cảm giác bài đấy họ không có lực lên được bánh xe ấy. Một đâm thì có một giò một chém thôi, không nhiều đâu. Đang chạy dân pan khá quách tỉnh. Và Lớp vẫn tham tham vẫn ngon nhá, nhưng nên nhớ rằng trong trận đấu này bên bạn là cung tuyển hitty. Vẫn đang đi quản sát và bám sát dân pan.
tặng những con dân ba cũng được. Không ngủ được con lạc đà. Để chết con cung giờ rồi, lạc đà vào trong phủ vẫy mà. Bẫy con lạc đà vào trong phủ vẫy. Vẫy nào, chuẩn bị vẫy nào. Vẫy, 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 vẫy. Đó, của cháu. Chưa được. Vẫy lên cháu đi. Hoàng Văn Nhi hơi bắt tay một tí, Hoàng Văn Lớp cố gắng cân hit tí nhá. Tham đang là 3x đến từ bài của Văn Lớp. Họ đang công sang nhà của Văn Lớp. Giữ tham em ơi, giữ tham, giữ tham. Né đi, né đi. Chạy giữ tham, né đi. Hoàng Văn Nhi của chúng ta vẫn đang khỏe. Và chuẩn bị sẽ có một tuần triệt sản sang bài Pan. Tì đè lại họ cho họ bắt tay. Và thì dân của lái xe đã liên hoan thoải mái. Khả năng nghe của chúng ta nhưng anh là người phải nghe thì đè lại rất tốt. Cùng họ đang đứng ở vị trí gần nhà của Văn Lớp giữa bản đồ. Ban bây giờ họ bên đội bạn phế luôn rồi đấy, không thi đấu nữa rồi đấy. Có lẽ là Hoàng Mai Nhi cố gắng quay quân về và bắt một tên cung của đội bạn. Và Văn Lớp này người dễ nở. Hút cái đạn, hút đạn dằn rất khó chịu đấy. Lớp đang cố gắng ăn dần rượu của đội bạn, đang quấy cho đội bạn mất tay. Đội bạn mất khá nhiều tay đấy. Tham Lớp vẫn đang là 29. Hoàng Mai Nhi thì triệt sản U97 rồi, không thể đẻ được cái gì nữa. Vẫn còn tầm 3 dân. Ây da, vẫn còn thi đấu đấy. Vẫn phải có tầm 5 con lạc đà. 5 con P không em? P đẻ đều. Mà thật là tơn này họ lọt thẳng ruộng em nhá. Như cái tơn này họ chặn số thẳng vào ruộng đấy. Còn công sang nhà của cái thủ ông Anh. Bắt P đều nhá em nhá, họ vẫn còn 4 con lạc đà đấy, để thằng con P nữa là tươi. Còn kiểm soát bài gỗ, Hoàng Mai Nhi đang bắt máy, tranh lớp tranh thủ khỏe đi. Và vậy là lạc đà của 1 năm mà chuyển sang công nhà đối thủ Văn Lớp. Hoàng Mai Nhi vẫn phải giữ quân vào, cùng với đội bạn là hít được chất cung tuyển. Mọi thứ đều có thể thay đổi được, cung tuyển này rơi vào tay của bóng anh, tơn kẹt, và khả năng thì Hoàng Mai Nhi sẽ mất đi một số lượng quân. 4-5 đơn vị. Hồng Anh đang có một số lượng cung rất đông. Nó đánh đi, tham vẫn tươi mà. 4-5 chỉ còn 4 con lạc đà thôi. Hồng 4-5 người ta ôm ngược sang bài của Văn Lớp. Văn Lớp của chúng ta yếu rồi, bây giờ chỉ còn rơi được tình trạng là Hoàng Mai Nhi solo với cả bài 1-1 thôi. Thế bên đội bạn dễ đánh hơn khi cục cung hít được trong map này rất là bá đạo. Và có lẽ là phải nhường rồi. Và hit người ta vẫn cân đôi được đến từ giơ tay với thủ Hồng Anh. Tỷ số lai đều. Cần thế. Vẫn là chung kết.